là trường đại học Đông Á được ghi nhận có rất nhiều điểm khác biệt. Từ chúng ta sẽ có những bước phát triển bứt phá và vững mạnh hơn nữa. Xin chúc mừng kết quả của nhà trường. Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận chỉ định chất lượng cơ sở giáo dục cho trường Đại học Đông Á Chu Kỳ 2 ngày hôm nay. Nhà trường trong giai đoạn 2018-2023 đã nỗ lực đạt được chất lượng và thực hiện tất cả các chương trình nghị quyết của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đã nghiêm túc thực hiện tất cả những vấn đề liên quan đến tự đảm bảo chất lượng bên trong thông qua việc tiên phong thực hiện các hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng đối với các chương trình đào tạo, nỗ lực trong các hoạt động hợp tác quốc tế, thiết lập các mối quan hệ cũng như là tạo dựng cơ hội để các giảng viên và người học tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế song song với các hoạt động đào tạo. Chúng tôi ghi nhận là trường Đại học Đông Á với các kết quả đạt được cũng sánh vai với và hơn một số các cơ sở giáo dục đại học công lập khác. Và trường Đại học Đông Á được đoàn chuyên gia đánh giá ngoài ghi nhận có rất nhiều điểm khác biệt so với các cơ sở giáo dục đại học tư thục khác mà chúng tôi có dịp được kiểm định chất lượng. Chúng tôi tin tưởng trường Đại học Đông Á sẽ tiếp tục phát triển, thực hiện được sứ mạng đầu tư kiến thức, phát triển năng lực bản thân, chuyên môn nghề nghiệp để tạo dựng con đường thành công và đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng xã hội, thực hiện khát vọng đất nước phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em sinh viên, các quý vị khách quý và chúng tôi xin đặt niềm tin và rất là mong muốn sẽ được cùng đồng hành và cam kết đồng hành cùng chất lượng với trường Đại học Đông Á. Xin trân trọng cảm ơn.